Mến chào cả nhà đã tiếp tục đến với hành trình 30 ngày cải thiện giọng nói kỳ xấu. Và hôm nay đã là ngày thứ 12 rồi. Thông điệp yêu thương của ngày hôm nay là hãy trân trọng người chồng của bạn. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe nhé. Nỗi lòng giấu kín của những đấng mày râu mạnh mẽ. Có một hiện tượng là trong số những người cao tuổi thì các cụ ông thường qua đời sớm hơn các cụ bà. Tới khi về già, dẫu cho tuổi tác bao nhiêu, dù sức khỏe thế nào, chỉ cần vẫn có chồng ở bên, thì dù sống 80, 90 hay 100 tuổi, bạn cũng sẽ không cảm thấy thê lương và cô độc. Dẫu cho đến tuổi viên mãn, vợ chồng bạn vẫn được ở bên cạnh nhau. Ban ngày hai người có thể cùng xem tivi, đọc báo, nghe nhạc, cùng nhau uống trà tán chuyện, cùng nhau đi dạo thơ thẩn ngoài công viên, hay cảm nhận thảm cỏ mềm mượt dưới bàn chân, hoặc cùng đi du lịch đâu đó. Niềm hạnh phúc đó cực kỳ. Kỳ thực dẫu con đàn cháu đóng cũng không thể nào thay thế được. Bởi lẽ ông cha ta có câu: con chăm cha không bằng bà chăm ông. Huống hồ con người ngày nay đa phần chỉ sinh một đến hai con. Theo nhận thức thông thường thì đàn ông sẽ kiên cường hơn phụ nữ. Nhưng vì sao có rất nhiều người cao tuổi đa số đều gặp cảnh cụ ông đi trước cụ bà? Kỳ thực, đàn ông không hề mạnh mẽ như phụ nữ vẫn thường tưởng. Họ kiên cường là vì tự cho mình nhẫn nhịn và giấu hết thảy oan khuất, mất mát, trắc trở, thất bại, đau ốm, mệt mỏi, nước mắt, áp lực và gánh nặng cuộc sống vào sâu trong trái tim mình. Họ không chịu nói ra và không muốn bộc lộ ra cho người khác biết được mà thôi. Vì sao đàn ông lại trốn trong men say? Vì sao đàn ông lại ngập ngừng trong khói thuốc? Vì sao bạn thường bắt gặp những vẻ mặt trầm tư của anh ấy? Kỳ thực, nguyên nhân đa phần là do anh ấy đã tích tụ quá nhiều virus trong tâm hồn của mình. Bởi lẽ anh ấy là đàn ông, anh ấy không thể dễ dàng rơi lệ trước mặt người khác, lại càng không thể dễ dàng thổ lộ cho họ biết được nỗi lòng của mình. Anh ấy bị ép phải trở thành hình tượng mạnh mẽ, cứng cỏi trước mặt vợ, các con và cha mẹ mình. Còn phụ nữ dẫu chỉ gặp một chút oan khúc là đều thì thầm to nhỏ với chồng, với cha mẹ, với các chị em, gái và những người bạn thân. Nên phụ nữ không tích tụ thứ virus ấy, chúng đa phần đều được xả hết ra ngoài. Bạn có muốn hai người có thể nắm tay nhau đi tới khi răng long đầu bạc không? Tới chặng cuối cùng của kiếp nhân sinh không? Hãy bắt đầu hành động ngay từ bây giờ nhé. Vậy thì bạn nên bắt tay vào làm những gì? Một là khi chồng về tới nhà, hãy cố gắng tạo cho anh ấy một bầu không khí ấm áp và thoải mái nhất. Kỳ thực, không có khách khứa quan trọng tới thăm viếng thì sao lại cứ nhất định phải lau nhà sạch bong bóng không còn hạt bụi? Sao quần áo cứ nhất định phải giặt giũ luôn và ngay? Sao nhất định phải khiến hai người đều căng thẳng trong khi đáng lẽ ra cả hai đều đáng được nghỉ ngơi, thư giãn? Vợ chồng đa phần cãi cọ đều chỉ vì việc nhà. Hai là khi chồng về nhà mang theo tâm trạng không vui thì dù anh ấy không nói ra, bạn cũng cần tinh ý quan sát vẻ mặt của anh ấy nhé. Hãy dành cho anh ấy sự ấm áp của tình yêu thương, làm cho anh ấy một vài món ăn, kể cho anh ấy nghe những câu chuyện hài hước để đánh lạc hướng cảm xúc không vui của anh ấy, rồi hãy nhẹ nhàng tìm hiểu nguồn cơn. Nếu anh ấy không muốn nói cho bạn biết, thậm chí không muốn đề cập tới chuyện đó thì bạn nhất định không tiếp tục dò hỏi. Chắc chắn anh ấy đang chịu tổn thương rất nặng nề. Lúc này, đàn ông thường quen tự chữa lành vết thương của mình. Điều bạn có thể làm chính là yêu thương, quan tâm, dịu dàng. Mặc dù không chắc chắn rằng có thể hóa giải vết thương và cảm xúc tích tụ trong nội tâm của anh ấy, nhưng nhất định sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi đau cho anh ấy. Nếu anh ấy chịu mở miệng thì dù anh ấy kể chuyện gì, bạn cũng đừng oán trách anh ấy ngay vào lúc này nhé. Điều bạn có thể làm và dẫn dắt và khơi thông cho anh ấy chuyển hướng khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình. Kỳ thực, tất cả những nỗi buồn của anh ấy, nói thẳng ra hầu như không nằm ngoài hai chữ danh lợi, hoặc tranh chấp với người khác hay bị sếp trách mắng. Nếu bạn quan tâm tới sức khỏe của anh ấy, muốn chồng mình có thể nắm tay bạn đi tới đầu bạc răng long, thì bạn không nên quan tâm tới danh lợi của chồng.
Danh lợi trong sinh mệnh của anh ấy đã được an bài theo phúc phận mà anh ấy mang đến từ những đời trước. Nếu trong số mệnh của anh ấy có tiền tài thì ắt sẽ có. Nếu không, thì dẫu tranh đấu đến hơi thở cuối cùng thì anh ấy cũng không thể đạt được. Giả dụ cố giành giật được thì cuối cùng danh lợi cũng sẽ tiêu tan. Không mất ở phương diện này thì sẽ tổn thất ở phương diện khác. Đây là luật của vũ trụ. Nếu bạn không để tâm tới công danh lợi lộc, anh ấy sẽ thấy cuộc sống này thật nhẹ nhàng. Sự thư thái này của anh ấy sẽ giúp bạn gặt hái được rất nhiều niềm vui và nhiều điều bất ngờ đấy. Thứ ba là bạn nên khuyên anh ấy đừng uống rượu hút thuốc quá đà. Có câu rằng trong tiệc rượu mới tỏ rõ bậc anh hùng. Kỳ thực ngoài mặt thì mọi người khen ngợi anh ấy, nhưng khi quay lưng đi thì lại nói anh ấy thật ngốc nghếch. Nếu anh ấy không cai được thuốc lá, nhất định phải thuyết phục anh ấy hút thuốc lá ít thôi. Thứ tư, nếu hai bạn không có điều kiện dọn ra ở riêng và phải ở cùng mẹ chồng thì bạn nhất định phải chấp nhận hiện thực này và cố gắng giữ mối quan hệ thật tốt với mẹ chồng. Nếu bạn không thể nhẫn nhịn được mẹ chồng của mình thì mâu thuẫn giữa hai người, mỗi cuộc đụng độ của bạn và mẹ chồng sẽ khiến anh ấy bị tổn thêm một năm, thậm chí là vài năm dương thọ. Ngược lại, nếu hàng ngày anh ấy đều bất hòa và cãi vã với mẹ của bạn thì bạn sẽ làm thế nào? Áp lực và sự bất lực lại đè nặng lên đôi vai bạn, chắc chắn cũng sẽ khiến tổn thọ mà thôi. Nếu muốn chồng của bạn bầu bạn với mình tới chặng cuối của kiếp người thì bạn hãy là người chăm sóc anh ấy. Chỉ cần bạn thật lòng yêu anh ấy thì sẽ không có điều kiện đính kèm, chắc chắn là bạn sẽ vui vẻ và tìm ra cách thích hợp nhất. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng anh ấy sẽ sống rất vui vẻ, nhiệt tình và luôn cảm thấy thành công khỏe mạnh. Nhất định anh ấy sẽ đền đáp lại cho bạn. Đó là điều mà bạn không thể nào đoán biết được. Dẫu chỉ là một người bình thường thì anh ấy chắc chắn sẽ thật lòng yêu thương bạn. Anh ấy sẽ ở cùng bạn lâu hơn, sống thọ hơn để nắm tay bạn đi cuối con đường. Khi chúng ta tóc bạc hoa râm, chúng ta già tới mức chân chùn gói mỏi, lưng òn, nhưng chỉ cần anh ấy vẫn ở bên cạnh bạn, bạn sẽ biết rằng tiền bạc, vàng, đô la đầy két cũng chẳng bằng ly trà do chính tay người chồng đã đi cùng bạn suốt cuộc đời mang tới. Khi chúng ta già tới mức da nhăn nheo thì những bộ quần áo sang trọng và mỹ phẩm đắt tiền cũng chỉ bằng những phút giây được cùng chồng nắm tay dạo bước trên thảm cỏ xanh mượt giữa không gian tràn ngập ánh tà dương dịu dàng. Nếu bạn có thể làm được những điều này thì anh ấy sẽ luôn mạnh khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Đồng thời, vì bạn mà anh ấy sống với nhau nên chắc chắn bạn cũng sẽ được đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy. Bạn thân mến, đã bao lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương, cảm ơn và ghi nhận những thành quả nỗ lực của chồng mình? Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện điều đó nhé. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn đến người bạn đời của mình để tình yêu thương được lan tỏa bạn nhé.